Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay có rất nhiều khán giả gọi điện thoại hỏi thăm về vấn đề quốc dân đại hội. Rồi hỏi là có tốn kém bao nhiêu, mua vé bao nhiêu tiền. Thì chúng tôi đã thưa với quý vị, anh em chúng tôi là những người yêu nước, thật sự quốc gia chân chính. Cho nên là chỉ ước mong có một cái thiện chí là những anh tài của đất nước ở khắp nơi hãy tụ về để chúng ta cùng ngồi với nhau rồi bầu chọn lên một cái hội đồng đại biểu của người Việt Nam trên toàn cầu để chúng ta dễ nói chuyện với thế giới. Bởi vì chúng ta phải thật thà mà nói rằng bây giờ chúng ta có quá nhiều lãnh tụ, rồi thế giới họ không biết nói chuyện với ai, và chính phủ Hoa Kỳ thì cũng chả chấp nhận ai cả. Người nào cũng bảo tôi có Mỹ đứng sau lưng, người nào cũng nói tôi là được ông Donald Trump liên lạc hàng ngày. Tôi không đả phá những cái tư tưởng đó. Mỗi người có một cái hay. Thế thì bây giờ chính thức chính phủ Mỹ chưa bao giờ ra một cái thông cáo nào chứng nhận một cái chính phủ nào cả. Và theo như sự hiểu biết của Dương Đại Hải và bên luật pháp cũng như bên hành pháp của Mỹ, chưa có một chính phủ nào được Mỹ chấp nhận. Chuyện đơn giản thôi là vì những cái tổ chức người Việt không được do dân bầu lên. Ngay cả các đảng phái cũng thế, cũng do cái một số anh em đưa nhau lên, thành thử ra làm việc nó không có thống nhất, rồi lại mang tay mang tiếng về tiền bạc. Cho nên anh em chúng tôi hôm nay làm việc với thiện tâm thiện trí, không quyên góp và không có giá cả vấn đề yêu nước. Anh em chúng tôi tự gồng lấy. Rồi đồng bào thương, các mạnh thường quân thương, tự họ đóng góp. Cũng như đến ngày đại hội đó, bà con ai từ tùy hỷ, từ lòng hảo tâm của mỗi người, thấy công việc làm ăn của anh em có vậy thôi. Vào cửa là miễn phí, và còn được cung cấp vấn đề ăn uống, văn nghệ, vui vẻ. Trong hai ngày, để chúng ta cùng nhau bầu lên một cái Hội đồng đại biểu người Việt toàn cầu. Và cái chương trình nghị sự thì quý vị biết rằng chúng tôi có những cái hai mục đích chính. Thứ nhất là vấn đề chúng ta nói về Tổng thống Donald Trump trong cái vấn đề tái cử. Cho nên chúng tôi cũng là chương trình nghị sự hai phần chính. Đó là vấn đề bầu chọn một hội đồng đại biểu người Việt toàn cầu. Chúng ta không bầu lên một người, bởi vì như vậy nó không được trọn vẹn. Chúng ta bầu lên một hội đồng đại biểu trước, rồi hội đồng đại biểu đó bầu lên một người trong nhóm họ, lên một người chính thức để lãnh đạo anh em và cùng làm việc với nhau để khỏi tình trạng cá nhân chủ nghĩa. Rồi cái chương trình thứ hai là chúng ta phải làm sao để giúp cho Tổng thống Donald Trump tái trúng cử nhiệm kỳ 2020. Cho nên trong cái ngày đó, hai ngày đó, quý vị sẽ được nói nhiều về Tổng thống Trump. Nói về ngày thứ nhất, chúng ta nói về bầu trừ chọn cái hội đồng đại biểu người Việt. Ngày thứ nhì, chúng ta nói về Tổng thống Donald Trump. Và bên cạnh đề tài về Tổng thống Donald Trump, chúng ta có một cái đề tài quan trọng nữa. Đó là cái đề tài giới thiệu ứng cử viên dân biểu liên bang quận 48 của nữ ứng cử viên Tamile Murillo. Cô là một người rất đắc lực trong vấn đề sinh hoạt cộng đồng, hy sinh cả tiền bạc, hy sinh cả công sức trong suốt bao nhiêu năm qua, từ San Diego mà về đến Orange County. Cô cũng là một anh nữ của một cựu phó tỉnh trưởng trước kia, kiêm tiểu khu trưởng ở Quảng Nam. Và chúng tôi đã được biết vị thân phụ của cô từ 60 năm trước. Cho nên đó là một cái điều rất hãnh diện, gọi là hậu duệ Việt Nam thế hệ thứ hai, nối gót cho ông. Đây mới thực sự là nối gót cho ông, để lo cho cộng đồng, làm việc không nghĩ đến cá nhân. Và chúng tôi trình diện ứng cử viên đó để quý vị được tiếp xúc, để chúng ta cùng nhau ký vào cái gọi là cái danh sách các cử tri đi bầu ủng hộ ứng cử viên Tamile. Vì ở Mỹ họ phải cần có 2.000 chữ ký. Cho nên ước mong
bà con chúng ta yêu thương Cộng Hòa, yêu thương Tổng thống Diệm, yêu thương Tổng thống Donald Trump, yêu thương cộng đồng người Việt. Chúng ta hãy đến với nhau ngày đó để chúng ta cùng nhau chia sẻ những nỗi vui điều buồn của 45 năm xa xứ, đồng thời tạo nên một con đường tốt đẹp cho tương lai, cho cộng đồng Việt Nam. Cho nên tôi tha thiết những vị đang làm lãnh tụ bây giờ, những ông thủ tướng, những ông tổng thống, những ông quốc trưởng, nếu mà quý vị thật lòng với đất nước, quý vị nên đến tham dự để cho mọi người được diện kiến và nghe được cái tiếng nói của quý vị đưa ra trong vấn đề hoạt động, đưa ra cái vấn đề tổ chức, đưa ra cái vấn đề đem lại một nền Cộng Hòa tuyệt vời cho Việt Nam, không cộng sản, để chúng ta có thể quang phục quê hương. Vì cái tình thế này rất nhanh chóng, khi mà Donald Trump tính xong cái vụ Tập Cận Bình, mà cái chuyện đó nó đang đến như quý vị thấy rồi, tôi không muốn nói nhiều, thì đương nhiên Việt Nam chúng ta bất chiến tự biên thành, những kẻ tội lỗi sẽ phải cuốn gói ra đi, để lại quê hương cho những người Việt Nam mới, thế hệ mới lãnh đạo đất nước. Chúng ta là những bậc cha anh, chỉ có việc ngồi sau lưng để góp ý kiến, để cho họ làm việc tốt đẹp hơn cho quê hương dân tộc. Xin cảm ơn quý vị. Cho nên chúng tôi kính trọng, trân trọng kính mời quý vị vào ngày 24 và 25 tới đây, từ muôn phương trở về thủ đô tị nạn, để chúng ta cùng ngồi với nhau lo việc đất nước. Xin ơn trên phù hộ chúng ta. Bây giờ đi vào câu chuyện ngày hôm nay, thì chúng ta có một câu chuyện về vấn đề Nobel. Hàng năm cứ vào khoảng độ tháng 10 là chúng ta có cái kết quả của Hội đồng trao giải Nobel của thế giới. Thế thì chắc quý vị có nhiều người cũng chưa để ý là Nobel là cái gì. Nobel là tên thật của một ông nhà khoa học, kỹ sư về hóa học, là một nhà đầu tư chế tạo. Ông đã có đến 355 văn bằng chế tạo, phát minh về khoa học. Mà cái phát minh nổi tiếng nhất của ông đó là dynamite, tức là cái chất nổ mà sau này cả thế giới dùng. Và ông thấy rằng đáng lẽ nhân loại nên dùng trong cái vấn đề hòa bình, như là để khai thác mỏ, rồi phá rừng, phá cây cối, nhưng mà lại dùng vào trong chiến tranh, chết quá nhiều. Ông cảm thấy ân hận, cho nên tài sản của ông lên đến hàng trăm triệu. Đến bây giờ, theo như cái giá trị mới nhất của thị trường của thế giới, thì tài sản của ông trên 600 triệu đô la. Thế thì vào cái năm mà ông, một năm trước khi ông qua đời, thì ông có để lại một di chúc là hãy dùng 90%, 94% cái tài sản của ông để mà tổ chức những cái giải Nobel trên thế giới, cho những nhà khoa học. Trong đó có 5 ngành như là về vật lý, về hóa học, về kinh tế, về y khoa, rồi thêm cả giải Nobel về hòa bình. Tất cả những người đem lại những cái công trình để phục vụ nhân loại, thì do cái hội đồng về Nobel của Hoàng gia Thụy Điển hợp tác với là hội đồng Nobel của Oslo, thủ đô của Na Uy, để tuyên bố trao giải thưởng cho 5 giải thưởng nổi bật này cho cả thế giới. Có thể là một người, có thể là nhiều người. Riêng cái giải về Nobel về hòa bình có thể tổ chức trao giải cho cá nhân, cũng như có thể trao giải cho các tổ chức thế giới của Liên Hợp Quốc phục vụ nhân loại. Như mấy năm vừa rồi, cái tổ chức được nhận về vấn đề Nobel hòa bình là giải thưởng trao cho Al Gore, cựu phó tổng thống Mỹ, cũng là một cái tổ chức về trao đổi về khí hậu, kiểm soát và tạo ra những cái gọi là Green Deal, là những cái loại mà điện lực
nó không có ảnh hưởng đến vấn đề môi sinh. Vì lâu nay chúng ta sở dĩ mà có cái sự môi sinh dơ bẩn là vì cái ngành phát triển kỹ nghệ quá mạnh, đặc biệt là dùng về than đá, dùng về dầu hỏa. Bây giờ thì coi như trên thế gian này không còn nữa, nhưng mà chỉ còn một vài chỗ chậm tiến thôi, không đáng kể. Còn trên thế giới đều là những cái loại hỏa xa chạy bằng diesel, diesel. Thì diesel cũng là một loại từ dầu hỏa, từ than đá mà ra, nhưng mà nó nhẹ hơn là những cái đầu tàu dầu hỏa chạy bằng lò than mà từ thế kỷ thứ 18, 19, quý vị thấy không? Làm cho khói xịt ra oxy carbon, những cái chất than khí, nó làm cho không khí vào ô nhiễm và chúng ta hít thở sẽ tạo nên bệnh tật cho phổi và vấn đề ung thư. Thì đến bây giờ Green New Energy, những loại năng lượng xanh như là năng lượng mặt trời, như là năng lượng gió, thì họ đang được khuyến khích từ từ để thay đổi năng lượng chạy bằng than đá, năng lượng chạy bằng dầu hỏa, dầu cạn. Cho nên cái giải Nobel rất tuyệt vời. Và đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói về chuyện ai được giải Nobel năm nay. Xin cảm ơn quý vị.